Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, sống sót sau khi bị xét đánh đã là một kỳ tích. Sống sót hẳn 3 lần thì quả thực là vô cùng hiếm hoi. Một vị sĩ quan anh trong câu chuyện dưới đây có lẽ là một trong số những ít người mang nặng duyên nợ với sấm chấp. Bởi trong cuộc sống đời mình, ông đã nhiều lần liên tiếp bị xét đánh trúng nhưng lại không hề mất mạng. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ mà khoa học cũng khó lý giải được là thậm chí ngay cả lúc đã qua đời, ngôi mộ của sĩ quan này vẫn liên tục gặp họa bởi những trận đòn sấm sét đánh xuống. Sĩ quan Summerford có lẽ là một trong số ít những người mang nặng duyên nợ với sấm chớp. Khi còn trẻ, ông từng là thiếu tá phục vụ trong quân đội Anh. Ông là một chàng trai trẻ có tương lai và tiền đồ rộng mở. Ai có thể ngờ cuộc đời ông kết thúc không phải trên chiến trường, mắc bệnh tật hay bất kỳ lý do gì bình thường mà con người nên gặp cuộc đời ông ta thay đổi vì sấm sét bởi trong suốt cuộc đời mình, ông đã bị sét đánh 3 lần. Trường hợp kỳ lạ của ông Summerford được mệnh danh là người có duyên với tia xét. Khi còn sống vào khoảng năm 1918, khi tham gia vào lực lượng quân đội Anh, trên chiến trường Flanders, Bỉ, ông cưỡi một con ngựa và phi nước đại. Bầu trời nổi cơn rông và sấm sét đánh xuống. Một tia sét khiến ông ta ngã xuống. Đối với những người lính, thời tiết này không quá xa lạ Ngoài ra, nơi hai bên quân đội đang chiến đấu là một không gian rất rộng lớn, không có vật cản, độ nguy hiểm không cao. Vậy mà một tia sét bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào cơ thể ông. Điều kỳ lạ là có rất nhiều người trong trận chiến cũng ăn mặc như ông, phi ngựa như ông, nhưng họ không bị sét đánh trúng. Vụ sét đánh đó khiến phần dưới của cơ thể ông bị liệt nửa người. Vì lý do sức khỏe nên sau đó vài tháng ông được giải ngũ và trở về nhà để chữa trị. Sau đó ông đã cùng với gia đình chuyển đến một tỉnh khác để phục hồi vết thương. Mặc dù cơ thể không thuận tiện, nhưng cuộc sống hàng ngày của ông cũng rất thoải mái. Câu cá dưới ánh nắng mặt trời. Những tưởng cuộc sống của ông Stamford sẽ trôi qua êm đềm sau lần thoát lễ hái tử thần hú hồn trong quân đội. Thế nhưng tia xét trên trời có vẻ vẫn chưa muốn buông tha cho ông. Sau khoảng 6 năm sinh sống vui vẻ cũng như điều trị liệt nửa người. Vào năm 1924, Ông Summerford tiếp tục gặp tai nạn liên quan đến xét khi đi câu cá ở Vancouver, Canada. Thực tế, kể từ lần đầu tiên ông bị sét đánh, điều đó đã để lại bóng ma trong lòng ông, khiến cho ông luôn sợ hãi nên trong cuộc sống hàng ngày, ông chọn những ngày còn nắng để ra ngoài. Nhưng cuối cùng thì ông vẫn không thể tránh khỏi. Lần này ông bị sét đánh trúng khi đang câu cá. Cũng như lần đầu tiên, ông Summerford lại một lần nữa thoát tử thần trong tích tắc. Trận thiên lôi dáng thế này càng khiến cho cơ thể ông bị liệt nặng thêm. May mắn thay ông vẫn lạc quan, dù chỉ một phần nhỏ cơ thể vẫn di chuyển được. Người ta thường nói quá tam ba bận. Ông Summerford bị sát đánh trúng hai lần nhưng vẫn sống sót. Tuy nhiên, dường như thần sấm xét vẫn bám theo người đàn ông này một cách dai dẳng và có vẻ như là quyết tâm muốn lấy mạng của ông. Điều này khiến thiếu tá người Anh được liệt vào danh sách những người đen đuổi nhất thế giới. Vào năm 1930, ông Summerford lại tiếp tục gặp tai nạn đáng tiếc với những tia sét. Trong một lần đi dạo trong công viên, ông Summerford đã bị sét đánh trúng lần thứ ba trong đời. Tai nạn hy hữu này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ông, khiến cho ông ngã bệnh nặng. Sau hai năm vật lộn với những chấn thương do sét đánh gây ra, vào năm 1930, ông Summerford cuối cùng cũng đành chịu thua số phận và qua đời vào năm 1932. Mọi người truyền tay nhau câu chuyện này và họ tự hỏi rằng liệu đó là sự ngẫu nhiên hay là thiên ý vì họ rất khó tin một người có thể bị ba lần xét đánh. Gia đình đã chôn cất ông Summerford tại nghĩa trang Mountain View tại Vancouver, Canada. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả khi yên nghỉ dưới phai tức đất rồi, ông Summerford vẫn chưa hết duyên nợ với sấm xét. Câu chuyện có lẽ kết thúc tại đây, nhưng thật bất ngờ. Bốn năm sau, một tia sét đánh trúng ngôi mộ của ông ta. Năm 1938, sét lại giáng trúng bia đá trên ngôi mộ của ông Summerford, khiến nó vỡ vụn. Đây cũng là lần cuối cùng tia sét tìm đến ông Summerford. Khi người thân đến xem vào ngày thứ hai, họ chỉ thấy những mảnh đá rải rác quanh ngôi mộ. Bia mộ đã bị vỡ tan tành. Do đó, điều khiến người ta không khỏi suy ngẫm là sau 4 năm ông ta mất, ngôi mộ của ông ta vẫn bị xét đánh như khi còn sống. Liệu đó có phải là xui xẻo? Có một điều kỳ lạ mà người ta ghi nhận về trường hợp bị sấm xét truy đuổi đến cùng trời cuối đất này. Đó là các tai nạn đều xảy ra theo một chu kỳ 6 năm. Cứ 6 năm một lần, ông Summerford lại bị xét đánh. Tuy nhiên đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay mang một bí ẩn nào đó thì có lẽ không ai biết được. Chỉ biết rằng với số phận bị sấm xét đánh liên tục Ông Summerford đã đi vào lịch sử, nhưng là theo cách hơi kỳ quặc. Một người đàn ông có tương lai và tiền đồ rộng mở, nhưng lại chẳng ai ngờ, nơi cuộc đời ông kết thúc không phải là trên chiến trường, không phải là bệnh tật hay bất kỳ lý do bình thường nào mà con người nên gặp. Câu chuyện của ông Summerford đã đưa ra một tấm màn bí ẩn. Trong lịch sử chưa từng có người đàn ông nào như vậy. Cổ nhân đều tin rằng, những kẻ làm chuyện xấu, trước sau gì cũng sẽ bị trời phạt. Cho nên rất nhiều sách xưa ghi chép lại những câu chuyện xét đánh con bất hiếu, xét đánh những kẻ bất nghĩa, thương thiên hại lý. Một số người nghi ngờ liệu ông có làm điều gì xấu không, mà sao phải chịu nhiều tai nạn như vậy. Xét dáng từ khi sống đến khi qua đời, bởi sự việc của ông Summerford thật ứng nghiệm với câu Nếu bạn phá vỡ lời thề, bạn sẽ bị xét đánh. Vậy ông Summerford đã từng phá vỡ lời thề gì mà lại có thể dẫn đến những điều kỳ lạ như vậy? Trong nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh, nhân vật để thuyết phục một người họ thường lập lời thề, rằng nếu họ vi phạm lời thề thì sẽ bị xét đánh. Người xưa cũng có câu nói rằng, những người làm điều xấu thì sẽ bị xét đánh. Nếu một người bị xét đánh thì đó được coi là một hình phạt tương đối nặng. Thì ra trong những năm tháng trẻ tuổi, hưng thịnh, lúc sự nghiệp đang trên đà đạt đến đỉnh cao, ông Summerford đã có một mối tình quân ngũ với một nữ y sĩ trong quân đội. Lúc hai người còn yêu nhau mặn nồng, ông Summerford luôn từng thề thốt cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi cô gái Maria này. Nếu phản bội lại lời thề, thì trời đất không dung tha, đạo trời sẽ theo ông từ khi còn sống đến khi qua đời. Tuy nhiên, sau vài lần được thăng cấp hàm, ông Summerford được chuyển lên đơn vị cấp cao, thì hình bóng và tình yêu của Maria cũng trở nên phai nhạt trong ông. Tại thời điểm này, ông lại phải là một người con gái khác và phụ bạc Maria. Cô gái Maria lúc đó vì quá uất ức kẻ bạc tinh là Summerford nên đã xin chuyển công tác đến một chiến trường khác. Từ đó không bao giờ còn gặp lại Summerford. Thậm chí Maria còn sống hay đã ra đi trên chiến trường, ông Summerford cũng hoàn toàn mất liên lạc. Người xưa cũng có câu nói rằng, những người làm điều xấu thì sẽ bị xét đánh. Nếu một người bị xét đánh thì đó được coi là một hình phạt tương đối nặng. Bởi vậy ông Summerford đã vi phạm lời thề nên xét mới giáng xuống. Người ta chỉ biết đến sấm sét gây ra nguy hiểm đến tính mạng con người, nhưng sấm sét là tiếng nói của bầu trời, trừng phạt sự u ám là biểu hiện thịnh nộ của ông trời khi con người làm quá nhiều việc xấu. Chẳng hạn có một số người không hiếu thảo, sống độc ác xấu xa. Do đó, chuyện ông Summerford bị xét đánh liên tiếp và cuối cùng ông ta mất do hậu quả của việc xét giáng trừng phạt điều này không phải là điều suy xẻo. Mà đây là những ứng nghiệm trong lời thề của ông ta khi ông Summerford phá vỡ nó. Cho nên dù ba lần may mắn thoát án tử thần khi bị xét đánh, người đàn ông kia vẫn không thể thoát khỏi vận đen khi đã qua đời vẫn bị xét đánh tung bia mộ sau 6 năm ông ta mất. Thưa quý vị, khó có thể lý giải được theo khoa học. Vì sao xét lại cứ liên tiếp đánh xuống sĩ quan Summerford theo chu kỳ đều đặn như vậy? khiến ông không thể thoát khỏi vận đen khi đã chết, vẫn bị xét đánh tung bia mộ. Điều này đã đưa sĩ quan này vào danh sách những người đen đuổi nhất nhì thế giới. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!